Hello tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Nguyễn Hải. Tôi nghi hôm dài rồi bắt không được. Bữa nay sớm ngồi sớm giờ ngồi ở đây nè. Nhà béo ở đây nè. Thấy không? Đó. Nghi hôm dài rồi. Bữa nay để canh tặng mặt bắt tặng tay mới được. Tôi ngồi nãy giờ 1 tiếng mấy đồng hồ đó để coi bé nó còn gì. Bé nó còn nha, đợi nghĩa đi ra nó có vụ gì không chứ. Nghi hôm dài rồi. Bây giờ là bắt tặng tay xong ra ngoài vào trong hải xử. Chứ không có dù gì mà tự nhiên cái mọi chuyện nó tới trùng hợp vậy chân á. Bệnh lần bệnh năm ngực. Mọi người đợi xuống nha để coi nghĩa đó đi ra rồi thì tính tiếp. Ok mọi người. Cái gì nữa? Lỡ mai phát hiện rồi tiền xe ai trả? Tao mới trả hay vậy? Ai vậy đấy nha? Rồi. Mày xong rồi. Cái nè, nó ngồi xuống. Quay xuống. Quay xuống. Nó thấy cái con đường nó cũng đựng á. Mày nghĩ đi. Nghĩ đi.
cho tao được không? Cho tao được. Mày có nói hả? Cái lòng lực á. Ấm hồng lên. Chào bà nhá tổ mà tử. Anh tử đâu nghĩ hệ em ấm giá lên. Miếng lòng bé mất cha vô bụi cha mà vẫn ngừng được. Cái súng bắn á. Cái gì vậy? Người bóp cò, lắm ai bóp cò sao? Anh chỉ qua đây. Bắn hết rồi. Bóp cò. Bây giờ lúc còn làm mấy nghề trong chăn mà chơi đúng không? Chuyện đó không cha đó. Thôi chuyện để mày tính đi mẹ. Còn giờ sao? Mày tính. Ủa giờ làm cái gì sắp chăn mà nó cho anh đúng không? Gọi cái lót mà tôi về thằng nào tôi không chăn luôn. Xuống xe lôi đầu nghẽ ra lôi đầu nghẽ ra khỏi lo tự xuống đi vô đây mày điện béo ra liền mày điện béo ra liền ủa làm như tội phạm vậy điện béo ra mày điện béo ra nào điện ra nào làm như tội phạm vậy điện béo ra mày thấy tao là mày ăn mặc kia biết tao hành xử cái bắp đây điện nó ra điện cho nó ra liền nó mà không điện mày mà không điện nó ra liền là bữa nay mày xong ôi trời nãy đi vui vẻ lắm mà sao mà vui không vui cái tay thôi vui cái tay thôi xuống đằng ngoài cho đi quán sạch đó đúng rồi mày tên gì mày tên gì tao làm gì anh nghĩa hả sao anh làm gì mày tên gì mày nói không không chạy tên gì chạy tên gì phải nhà đâu nghe mày tên gì ơi ê tao quán về 200 ra đây chợ thuốc máy không Quân? Đây ngoài 37 nha. Quân đâu rồi? Đang nhà nè. Quán phê nè. Chỗ nào có quán phê thì ghé đi. Ủa gì quán gì? Đăng Khoa. Quán Đăng Khoa. Quán Đăng Khoa Nguyên Chắc. Thôi chỗ nhà mày lỡ xíu tới rồi. Chỗ nhà mày lỡ xíu tới rồi mà không biết nhà nào nha. Tôi biết nhà nó đâu. Mày nói đang ở cây sách nè. Đang ở cây sách. Đang ở cây sách. Thì cái gì nó chạy qua nhà nó đã có người bệnh không dám gần. Mời xuống. A few moments later. Đây, mới xuống. Đi cũng ngâm cái bé à. Đây, đi xong chẳng dạm xuống. Đi uống mình rồi ba ơi. Không chẳng dám đi dài chứ. Không dám đi nhiều. Sao vậy? Sổ thiện. Má sổ thiện. Mày mà hé ra tao nhắc nắm mày tao cho mày ăn. Hay gì? Tao biết gì đâu hé. Lộn lên mày chết. Có không đâu. Cái này làm ăn sao à? Ở đây chả chụp lộn được. Uống nội dơ chả chụp lộn gì. Xuống dưới đây. Mày đây làm gì? Chứ mày nghĩ đi chơi tao hoài chứ. Tao lụm lỡ chứ. Sống phải giả tạo. Có đi chơi không? Thì đây có gì chờ không? Chúc đi hả? Ừ. Bả mình đi nè. Ai tao muốn sinh nhật của mình lên tao hả? Em mà.
ai mà mình thiệt đi, có người đánh mẹ không? Có người đánh nhưng mà người ta trả tiền khùng. Ai trả tiền? Có người bao. Ê mày làm gì cái mấy nó tưởng thiệt mày. Ê mày có khi nào không đuổi luôn không nổi. Mày hỏi câu đó tao không biết trả lời. Tao không biết trả lời nào. Lâu làm cái chắc chuyến này chắc về đuổi thiệt. Về đuổi thiệt chắc ăn cám luôn. Nội chở gì về dưới đây thành hiện thực luôn. Trong dịch thiệt. Để đây cho dịch thiệt đi ba ơi ba. Mày cứ ai mấy đi bây giờ đợi nằm đây kêu nước đi bắt mát đi chơi dạ hên mà đi ra chùa dơ tao rồi. Tao lên Google rồi phải không tao kêu tao biết là chùa dơ chùa trắng kiểu nằm mà hấp đi rồi ba chỗ rồi xe bảy chỗ có người tao bao rồi em mà chỗ này còn gãy à chỗ này đi về cái này về học nào về lại đây lại về trả cái chuyến này bị đuổi luôn. Ai? Tao không làm gì đâu đuổi. Về mình ăn tao à? Đủ quá chơi rồi đấy nãy chạy. Chơi mình có hai thằng chơi bạn chơi đái cuối cùng mình để tao à? Không, không vậy vậy đuổi. Thì cũng bị đuổi. Cũng má cho nó được cái đâu mình cho phải lâu tưởng đấy. Để chứ mà, cho nước đi. Tạo ra chút này mà kêu vào. Ba toilet ra nha. Ba đứa đi. Đây à. Coi rõ rồi mới mắt ba mắt thấy này thật thôi. Trời. Bạn luôn mắt mày. Ơi. Tắt đi. Để chơi cái này đi, chữ chứ không. Mà thôi, lỡ chơi. Lỡ chơi tới rồi. Đâu có sợ gì. Nhà béo đâu biết được chưa? Quay 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 ơi sao không thấy nghĩa ta? Ừ, còn nghĩa đâu? Nãy đi không, nãy đi không thấy nó nhà. Ừ. Đi ngủ đúng không? Chào nghĩa gì á, mặn chuyện gì? Rồi nghĩa đi rồi, nghĩa đi đi Bến Tre rồi. Đi rồi, đi rồi. Nói nói đâu? Nghĩa, nghĩa cho em ly thịt bát. Vậy là có gì á, có gì nó muốn nói mong nói mình á. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi, đem đi mẹ mày, đem đi mẹ. Dạ đúng rồi, nói gì? Dạ đem đi mẹ mày, đem đi mẹ. Đem sao? Giờ sao kiếm tôi béo vậy trời? Nhớ được nhà vợ béo lận sớm giờ nè. Đừng có đi em tới lần nào đâu. Cái nào cũng nè. Trời ơi trời. Lần này có đi em tới rồi bắt nè. Bằng thêm đi chị, bằng thêm ca sạch bắt đi chị. Uống gì kìa? Ừ, có chuối nọ. Dạ, uống xe giờ no rồi. Ờ. Gì? Cục. Ba ngập ghê. Bây giờ sao? Giờ có vô nhà nó không? Thấy nhà đó có người này kia không dám vô. Rồi đâu, chứ sao tới đây rồi, ngại gì nữa. Lám vô nhà đó luôn. Lực vô nhớ được không? Lực biết được không? Nhớ cua quẹo đó đi. Tao biết nè, cây chăn cây xăng phải không? Có đường hẻm nhỏ vậy vô. Nhưng mà trong đường hẻm nhỏ đó có một cái đường đám cây vô nhà được luôn. Đúng rồi, khi nào vô hai trăm có nhà không ta? Có không có, đi chút chăn mà đi không có. Sao giờ này đi chở học dịch quá. Ừ, nhớ vậy rồi mà đi, chừng giờ này cho đứa cho dịch đứa đi làm công nhân xã hay là... Ê, đúng rồi. Giờ này chưa nắng nè, sợ đi uống cà phê không chừng. Ủa sợ bắt vô cà phê á. Tại không phải tâm bây giờ ấm 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 ấm. Anh ai nằm ở đó có ảnh hưởng tao không? Quạt tay gì đó. Đã, lỡ sợ lấy cái quạt người ta. Cặp tình nhân người ta đang ôm ấp mày đi nói chuyện chỗ đó chứ tôi quấn mày. Em nói cái quạt kìa. Mày béo nghĩ nhìn cái mình thấy vui lắm. Mày cho nghĩ luôn rồi. Mày nghĩ luôn rồi. Thôi, suy nghĩ luôn mà. Người lớn đó là lợi mà. Được, tại vì béo nó còn việc. Với lại gia đình này kia đâu có nào nữa. Tại nó còn đi làm bán dịch một dịch. Đi chở một dịch bán biết nào mà hết rồi. Với vợ nó đi làm công nhân xưởng hai sản gì đó.
phòng dịch đó, biết biết nằm hết. Mà ví dụ như giờ này mà ghé vô cà phê giống mà nằm mà ôm cái ha. Trời ơi, năng lượng tràn đầy. Ừ. Làm tới mùa quýt luôn. Chứ chứ gì đâu. Cái này lên lương đứa 20 triệu. Dạ. Chờ. Anh không có số hưởng rồi. Ngoài số khổ. Số ngoài đi chợ học dịch. Cái này đi chợ học dịch. Ở ở ngoài luôn. Yên cái nãy đi ngang chỗ mà nó giặt mình vô đám cưới thấy nhớ nó ghê luôn. Thiệt luôn. Là do nhìn thấy tấm hình giống y ra cái đùi gà luôn. Mà không ghé thăm cũng kỳ, thôi lỡ còn lát đi ăn đi. Khi đi, làm, khi đi làm xong về nhầm giọng ông lên bị tao biết. Ai gió máy đó. Mà anh đó, nội đi luôn á. Nằm mà nghe máy xong gió máy không? Đâu đi gặp bạn. Nằm uống nằm giọng uống ra một quanh á đi luôn á. Ừ, với lại kiểu mày nằm giọng xanh xanh dễ bị. Xanh lá xanh lá lắm. Bảo kháng thì cầm nè nhầm nó chuyện bậy bạ rồi. Sức khỏe, sức khỏe dục. Thà cái một cho đi rồi. Ở dưới đây nắng thiệt. Đây nắng kinh. Nhưng mà nhớ anh thiệt. Nhớ vòng tối ngủ được đâu. Nhớ anh thiệt. Thiệt mà tối khi nằm nhậu 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 giống suy nghĩ hoài đó. Trời lại hai chồng mà đi vô đây nằm giống cái cây sắt gãy nhà. Thôi mà cãi đi. Mà cáo gió rồi trọng lự ngợp chết nữa. Mà tức nè, sáng cái thằng Nghĩa đi nè, mà không có nó nhà. Ờ, có... Nghĩa nhà. Ờ, Nghĩa đi Bến Tre rồi. Nghĩa tính Nghĩa thôi, tôi béo quá vậy. Chắc vậy á. Đừng cho Nghĩa luôn. Tại vì béo quyết định vậy sao mà. Đó, đó. Anh em không á. Thì họ đang nằm cười gung gung giống. Lâu. Em lại, em lại. Trời ơi nè bà, trong bà có con cá đâu mà sao mà ở đầm họng vậy. Thì khi thấy nằm nằm mà kiểu đưa đưa đứt giọng chết chứ. Ôi đời nó đứt hết lần rồi. Ờ nó đứt chém đi đó. Chứ nó mà giúp làm có bè có quay hậu. Lát rồi mình qua bển không ta. Qua đây anh ơi. Anh ơi, chắc mình đi ăn đi. Thôi đi ăn đi quá. Vậy lỡ tới đây thôi đi ăn đi đừng điện. Bây giờ nào, bây giờ nào mình qua đây rồi mình sẽ đi ăn gần nhà nó luôn. Ừ. Để đợi nhớ nó. Ừ. Nhìn nó nhìn nó cũng được rồi. Tại nhà anh đang 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 người trong chổng kiểu như gia đình. Ai im ấm hay là anh là bỏ núp núp chỗ nào anh gọi video call nó thử coi. Được không? Thôi nó ảnh đi chở hộp dịch đó. Ờ quên nó đang chạy chợ điện nó mất công xe. Mà biết đâu giờ này chở dịch hay không. Không dịch hết cho. Không, giờ giờ đang làm giỏng này sao đang giao dịch ai biết đâu. Thôi bây giờ điện thiệt cái thử nó vô. Điện thiệt thử nó vô. Ủa trời, lên trên An Giang xuống đây cũng cài cà phê đường lớn. Em lấy cái cài cái đây cà cà phê sữa kia mạnh luôn để quên nãy. Hồi nãy không? À, hồi nãy không có tưởng ai hỏi đó rồi người ta đâu uống đâu của anh. Ê, chắc là hai chồng vô ca hay gì? Ca gì? Cá chật à? Chờ, sợ đang nằm nghỉ chưa? Đang YouTube ơi. Sợ đang nằm nghỉ chưa? Biết chật gì không? Chật quán á, chật quán. Chật quán hả? Ừ. Nó gọi là chằm quán hả? Không nghe máy hả? Đừng này đi chầm quán rồi. Cái này ơi, không bị ta biến quá quá. Bắt máy không được. Ê, có người nào ước mơ thành hiện thực không? Chiều nay mang giúp Lào có quay hậu không? Anh em không nói tào lao rồi. Cái kiểu như mình khi mình đang nằm giọng hai tay để trên chân. Không phải là người đóng lạnh đó, đóng lạnh cái sốt, có để lên gì nè. Cái nó hạ sốt. Bỏ máy mày ơi. Bỏ máy thì thôi, chắc mình đi ăn rồi mình đi về anh. Dạ. Cái gì mất máy. Máy chuyến này đi thăm mấy ngày liền đâu. Tối anh em mình hẹn đi á, anh ngủ nằm trên bao thấy Tư Béo mặc quần quần jean lỡ. Ừ. Màu áo màu nâu móng tôm á. Em vợ giờ có xanh nữa. Ê, có nằm trên bao luôn hả? Có. Ê gì trận? Tại vì nằm trên bao gì hết tới em là ta ca. Nhân Sơn có nằm bao nghỉ chưa thấy hai chồng nghỉ chưa chung á. Hai chồng nghỉ chưa nằm trên võng màu xanh nằm chung á. Ờ. Hay là mình đi chứ hút giờ làm tao lên tao làm được tao đuổi chủ gì. Tại tới giờ tao nghỉ làm tao hôm chậm tới giờ đó. Để nằm đó nó khỏe đi rồi mình liên quan gì tới mình ngồi đi uống cà phê. Không. Không. Sợ tao đuổi anh chừng nào tao vô ca mình đi ăn. Ờ. Tụi bé nó có ý đồ chứ khi mình nằm ở quán võng mình lâu rồi dịch nó nở con cũng gì. Bám dịch lộn. Không bám dịch con. Bám dịch con. À bám dịch con. Buồn quá. Khóc rồi, buồn khóc rồi. Dân bé buồn nỉu quên. Ờ, dân nghĩa tôi lát xong cũng chết bé chung. Trần nghĩa tôi lát, nghĩa tay biến nằm trong. Đi vô ăn phê, nghĩa nó đang đi với Trần đi thăm vợ đó, tôi lát nằm chết. Ai hồi sáng thằng mình vô nhà Nghĩa là đâu chẳng còn thấy xe quay của Nghĩa không? Còn xe Nghĩa đó. Vậy lại đi xe hơi xuống đây. Ờ, không chữ đi đâu á, biết có xuống đây không? À giờ mình dự đoán nhiều khi Nghĩa đi tai biến đi cái gì? Nó đi tai biến. Nó đi tai biến trong chấm luôn rồi. À. Không, Nghĩa đi nó đi không đầu gài. Cái gì đi đâu? Đầu gài. Hai. Đó, hai đầu gồng á, chứ hai đầu.
Ai có mối quan với trời. Tao mối của tôi nè. Người giống người ba ơi, giống người thôi. Mối của tôi nè. Tao phải ai cũng bự như tôi béo đâu mà. Không phải ai, ai cũng có một người cái chân đây đâu. Nước qua ở cái nhà là toàn là cũng đem cho anh ta hết phải không? Cho hết rồi, gì bán rồi. Sơn gửi cho bản cái một người này thấy cưng lắm rồi. Bán cực lắm. Thôi nhắc nhớ béo á. Với cái tay là đạp điện mà không cho balon rồi. Ờ cho đi, cho coi đi. Bán số. Là mấy số á. Tưởng cho đạp balon. Đây nhớ béo điện ra mà điện con máy quên. Điện con máy đâu đi chở hộp dịch dữ lắm. Cái tay chở hộp dịch mà cái tay thấy cưng lắm, cái tay gì nè. Mình chấm mày gì nè. Tôi nghề béo thiệt luôn á. Nhìn ngón chân rồi có con ngốc luôn trời xanh. Dạ. Đó, thôi, tự nhiên ta nằm nhìn chân ta. Đôi khi á mình nhớ tụi béo không? Mà mình nhìn ai cũng giống tụi béo chứ. Của béo nó không chạm đất. Đúng rồi. Không phải đâu. Nó nằm trên đường biên lương cho nó. Để cho nghĩa coi. Để nghĩa cái máy điện cho nghĩa. Trời nực thiệt luôn á mà. Má trời nóng nực nhưng mà nằm dọc quá. Nắng quá nắng. Đôi khi mồ hôi là sự hạnh phúc của người ta. Nó không dám địch luôn, nằm không dám địch. Con béo đờ địch cây sắt cho cái bàn luôn. Hello. Giờ đâu dám địch. Ở đó đâu nghĩa. Về Bến Tre hả trời. Gặp béo không? Cũng đi xuống béo chứ. Gặp béo hả? Ừ, nãy tao lâu đi Sóc Trăng nè, ghé chỗ gần nhà béo nè, không biết đường đi vô, nhớ đang nhớ đường đi vô nè. Hỏi là biết bác điện này. Ừ, nãy tao ghé con dẫn rồi thấy hai nằm đứng đó, tự phải. Chứ sao nhiều khi nhớ con béo quá, mình nhìn ai cũng giống béo. Xin lộn á. Vậy là bạn có ở đây phải không? Quay. Còn có coi chủ trên đây đi kêu dẫn đi. Nằm ra tôi kia nước uống. Đời bả lâu quá. Thằng ngạch. Khỏi móng tay rồi. Với lại tên nào nãy nằm bao thấy vợ dễ chảnh chảnh tay lên coi chứ nhẵn. Bờ ẩm mà to bờ ẩm thấy dưới gì nè, để hai tay nào lần lắc ngay từ hai tay dính tay luôn. Quéo lại cái gì vậy? Ừ, nó bị quéo quá. Ê, gì nè? Nằm mơ thấy gì nè? Con cặp nó lập nằm sâu dính lẹo luôn. Rồi, đi ra. Bên viện gỡ ra. Ừ. Thấy không? Ba này tạo là dính đâu dính cái tắt luôn anh nội. Nó sạm sạm mà. Rồi. Thôi định, thôi úi. Thôi xong rồi, bao tháng vợ bóc chỗ gì xong đưa đổ mũi cho con cầm thử. Tội nghiệp quá, nhắc tới buồn. Mà muốn nhớ giờ nhớ một gùi ở chân đây nè. Thấy cưng á. Ừ. Cái một gùi phúc hậu á, không có nói dốc. Khi mà mình nhớ tư béo là mình nhìn ai mình cũng thấy giống tư béo. Ừ. Mỗi ngày méo méo méo. Anh Quy, một gùi đó không có nói dốc. Một gùi đó không có nói dốc đâu. Lại hai kiểu như là ăn hai đồng ăn chúng gì á, xong rồi lên giẫm khạc khạc nó vô rồi rung giẫm á chứ giẫm cừ rung mình đi biết sao đâu á. Giờ dạ vậy anh em là đi đâu nữa? Giờ mình đi ăn đi, đi ăn mà quà chữa hết nổi rồi, quà chữa hết nổi rồi. Ai vậy? Ai vậy? Ơi béo thiệt. Ai mà mày chân mơ là nghĩa là cái chợ được không? Ủa giờ tụi ăn không? Tụi đi chợ một dịch phải không? Bây giờ ghế vô ngồi ngồi hai chồng ngồi đi. Ngồi hai chồng ngồi đi. Ngồi đây hả? Quay đây ngồi, quay ngồi hai chồng ngồi. Mấy ông đi đâu xuống đây vậy? Đi thăm mẹ luôn. Rồi tao đi thăm mẹ nè. Đi không, đi cho thăm mẹ cái điện thoại làm gì? Ở đi em đã đấy. An Giang Long Xuyên không biết thiệt con mùa đi giọng ướt nhẹp luôn nè. Trời ơi, trời ơi. Ủa ra vậy? Nãy giờ được không? Làm gì? Ủa? Làm gì có mua bởi chị không đi làm công ty hải sản hả? À, chắc hợp dịch tao. Chắc gà ca hay gì đó. Vậy hả? Nghỉ trưa. Đỡ hợp dịch chưa? Chắc hợp dịch đâu. Mua ra đâu? Đỡ hợp dịch đâu rồi. Đi ngủ không? Giờ ngủ không? Khỏe không? Khỏe được rồi mừng ơi. Có anh không nói chuyện. Anh ngại hả? Kè con út không chậm đất kìa. Rồi nè. Cái tay nè. Bây giờ gặp nghẽ không? Ai đi bệnh về vậy không dạ nó cũng đây thăm được. Gặp bà cố nội đó. Nó vô trong toilet nó gọi chồng hay gì đó. Rồi giống người. Rồi giống người buồn hoài nó mới gặp tôi đây nè. Tay à. Cái tay kìa. Bến Tre đâu mà Bến Tre. Nhớ nghĩa nhiều lắm nên phải bị
Qua mắt. Qua mắt không? Cũng thằng chó đẻ nó nữa kêu nó rồi đó. Nó dắt. Ai dắt đi làm gì? Xuống đây thăm mày nó dắt gì? Ai không biết được xuống nhà mày. Nó đi mình anh đi bà nội. Đâu có đâu chở bà nội đâu đi mình anh à. Thôi giờ thấy béo khỏe mạnh vậy. Ừ, thôi về. Thôi giờ cho béo. Mày nó chết cho anh nè. Đi ăn đi. Bây giờ nè. Thôi đi ăn thôi. Chặt cái lốt ra coi có đụng đất không rồi cho không cho anh liền. Đi ăn. Cái lòng lực. Để xong giấy cho được không? Không, bỏ cho đi đi. Đúng lắm. Không thì bỏ đi không cho lại. Thôi bỏ đi. Chưa đứng đây đây cho người ta mà. Cho ta được ta cho lại. Nhà nó thiếu gạo. Ở dưới đây ngồi xuống đây. Tôi nghe nói cái gì mà tháng này cho người 20 triệu lên lương 20 triệu gì đó. Không đi không cho lại rồi. Ừ, có đâu. Có đâu. Nếu vô làm lại là nhân viên mới. Nhân viên cũ. Ai cho gỡ tháng không tính tới. Ừ. Mà. Cũng có thua hơn hộp dịch. Làm tới 4 giờ tối vậy. Hộp dịch ngon hơn. Có hộp dịch đó mà chả. Gọi là thủy sản tháng mười mấy triệu. Em hộp dịch không? Vô chổng trắng lột quá. Em ăn hộp dịch chừng cơm là tiết kiệm được mớ nữa. Trời nữa. Trời. Giàu. Tròn. Thủy sản chắc là bấm bấm. Thôi giờ anh em tròn. Không nhưng mà bữa đó anh béo nó nghỉ luôn rồi gia đình vậy sao làm. Mẻ rồi, bữa nay ba vợ tao mẻ rồi. Thôi nghỉ luôn đi. Mày tính để gia đình tao giữ hoài cái gì. Ai biết anh đó. Có người thế rồi. Ai? Chị Hoàng. Đúng rồi, chị em lên chị Hoàng. Thôi. Cậu la. Đợi chị em đi, có chị Hoàng. Chọn chị Minh Nam. Chọn. Chọn đâu chọn. Rồi, hôm qua bữa đó anh có chọn đâu. Không, bữa đó anh em. Giỡn. Ủa mà bữa nay đâu có giờ lỡ rồi, giờ lỡ rồi đi xuống dưới đây. À nói nghe nè, bữa hôm nay không cho mình nói thiệt liên khắp luôn nè, không thể nói đi nè. Ừ, bà không mà trời mỹ ơi trời nó chồng hỏi nè lâu vậy giờ hoài luôn đi mình chờ còn nghe đâu vậy nó trong nhà cậu trống hay gì kìa nó đi tiểu xong mấy ông lỡ đó không chờ nghe dám già đâu thấy đâu có thấy ba ơi ba lẻ ba chết chồng luôn cái gì à ba cái lẻ đi thôi vậy anh em à. Thôi mà thôi giờ anh em đứng dài giờ mình sẽ lỡ xuống dốc chân rồi dù gì mình cũng xuống dốc chân đi chơi đi thôi dắt anh em đi chơi thôi rồi dắt em đi chơi chuyện nhà đó thôi nhà đi chơi sao buồn mày thôi không phải rồi đúng chuyện gì bây giờ mày ra giúp đi anh em tao dậy thôi đi con mà muốn lé gì bán con ai gánh đâu mà son đi mình đi chơi không ai gánh đâu mà son thôi về anh em ơi dài nghĩa hơn thôi cho anh mày thôi còn để nữa dạ, nữa đây đi chơi đi đừng đi dài nãy ra rồi đứng ra chưa quay đầu luôn giờ vậy ai của mày hả ê họ mình ra tao chết hết không mày bỏ mày tao biết đâu mày khỏi căng bự mày khỏi căng bự nó bạn cứ lả xong rồi á tới thực hiện cái bất cầu bỏ mình ra nữa rồi đó chà á mày lên xe đi mày biết mày lên xe đi kìa biết thôi giờ anh em ơi lỡ xuống thôi vậy anh em ơi dạ thầy bao nghe thầy bao nghe đi ra xe đi đấy xe bà con nghe cái bài nhỏ tao vô tội gì mày gì mới chơi ông nội này nói rồi cho tao vậy đó.